Ấn Quang Đại Sư, Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ, Siêu Tầm và Chỉnh Lý Thiền Tư Khuyến. Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Ấn Quang Đại Sư về sự giáo dục trong gia đình. Tổ sư Ấn Quang dạy: phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hễ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiện bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu, sao động, bóng trăng không thể hiện hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, thì chỉ kết được cái duyên xa, khó được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh dần, ắt sẽ mắc tội vô lượng. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, gắn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vãng sanh thế giới Cực Lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Ấn Quang Đại Sư. Thay lời tựa, luận về giáo dục gia đình. Gia đình hưng thịnh cần gia quy nghiêm chỉnh, tan nát gia đình bởi bỏ phế gia quy. Muốn con nên người, cha mẹ thận trọng mỗi hành vi, tránh nhân ác và dạy con trọng nhân thiện. Giáo dục trong gia đình là điều khẩn thiết. Hãy dạy con từ lúc bế trong đôi, khi lớn lên quen tánh thiện, bước vào đời, đối cảnh gặp người, biết câu nhân ái. Không như kẻ ỷ vào thông minh, khinh người ngu dại. Dù tài cao chí lớn, học rộng biết nhiều, không biết nghĩa nhân, mê lời đánh liều, hủy diệt đạo nghĩa, khinh thường nhân quả. Đa phần người như vậy do gia đình buông thả. Lúc bé thơ, hãy dạy tính siêng năng. Hãy dạy con làm những điều vừa sức, vừa thân, chớ cung cấp áo quần xa hoa, lòe loẹt. Khi con phí phạm vật dụng, nên răn đe, giải thích. Dạy con biết ơn người chế tạo, vun trồng. Khi con biết đọc, hãy cho con sách dạy đức ân, gây dựng nền tảng từ thuở còn bé bỏng. Cha mẹ không dạy con đúng cách, khi con hư hỏng, không biết lỗi mình, chỉ biết chối bỏ con. Vừa thiếu lòng dân mà trọng trách chẳng vuông tròn, trách người dễ, trách chính mình chẳng dễ. Dạy con như vậy, đứa có thiên tư xuất thế sẽ trở thành bậc anh kiệt, vĩ dân. Đứa không sẵn thiên tư cũng sẽ có tình thương. Tánh vốn thiện sẽ dạy người hướng thiện. Không biết dạy con nên đứa thông minh dễ thành ngụy biện, kênh kiệu với người bởi chẳng biết nhún nhường, không biết thương người ngu dại bởi thích phô trương. Không được dạy khuôn phép nên biết đâu đạo hiếu, cha mẹ thương con nên dạy câu Phật hiệu. Vun bồi phước huệ tăng trưởng thiện tâm, từ ấu thơ dạy không làm hại thú cằn. Khi khôn lớn ngài làm điều gián ác, dạy con thành nhân là việc làm bậc nhất. Mỗi việc làm đều theo dấu hiền nhân, đó chính là dùng thế tục tu chân. Tình yêu mến nên mang bạo bi trí, đứa nhỏ dại thường cận kề mẹ, chị,
nên vai trò phụ nữ chớ xem thường. Sư Thái Phu Nhân xin hạ Văn Vương, đức lớn rộng dạy con thành bậc thánh, muốn dựng nước con gái là điểm chánh, là người sinh thành và ảnh hưởng bậc trượng phu. Nếu thuở bé thơ không dạy được chu toàn, khi làm vợ biết đâu là chánh đạo. Xin con cái nếu không phải do hiền mẫu, bước vào đời biết thành bại ra sao. Giúp chồng dạy con là trách nhiệm bậc nữ lưu. Chớ bươn bãi theo cành mà bỏ gốc. Ấn Quang tôi thường nói, nữ nhân chính là bậc tề gia trị quốc. Từ bên trong ruột cột của lương tri, đời nay lắm kẻ chỉ lo trau chuốt mặt mày, lòng bất thiện dạy con lời bất thiện. Mẹ là hiền mẫu thì hiền nhân xuất hiện, giáo dục gia đình chuyển cộng nghiệp đó thôi. Tai họa liên miên bởi giáo dục suy đồi, chẳng lo thất đức mà chỉ lo thất nghiệp. Muốn có con hiền hãy nên bồi đức, biết đạo trời thì gây dựng được thế gian. Trích lời vàng Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Từ hoa nhất tuệ tâm, thi kệ toát yếu. Phần 1. Để hiểu giáo dục gia đình. Thế đạo loạn lạc như hiện thời đều là vì không có người khơi gợi, chỉ dẫn những điều ấy. Xét đến cội nguồn đều do trong gia đình chẳng khéo dạy dỗ, cũng như chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ra. Thiên hạ chẳng yên, thất phu thất phụ có trách nhiệm chú trọng giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng, thì tự nhiên hiện tại sẽ đông đảo dấy lên, thiên hạ sẽ dần dần được thái bình. Đối với mọi người, xin hãy điều đem lời này khẩn thiết bảo ban. Đấy cũng là một đại sự quan trọng. Sống trong cõi trần học đạo, chính mình chưa đắc độ mà đã làm chuyện độ người, xin hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Quán Tâm. A Lớn tổng luận. Một nhỏ, nếu tỏ ý nghĩa giáo dục trong gia đình là căn bản khiến cho thiên hạ thái bình, trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, ai nấy đều mong mỏi bình trị, nhưng chẳng biết cội gốc thì có mong cầu cũng uổng công. Hãy nên gấp biết cái gốc nằm ở đâu. Sự dạy dỗ của người mẹ trong gia đình chính là căn bản khiến cho hiện tại được dấy lên đông đảo, thiên hạ thái bình. Chẳng chú trọng nơi ấy, làm sao đạt được bình trị? Mẹ dạy dỗ thì thứ nhất là thái giáo. Thái giáo chính là dạy dỗ về bẩm tánh, phẩm chất từ thuở đầu. Phàm nữ nhân sau khi có thai, hãy chú trọng suy nghĩ, tưởng niệm, xử sự sao cho chỉ một bề chân thành, cẩn trọng, nhất cử nhất động chẳng trái lệ chánh. Nhất là phải nên vĩnh viễn dứt trừ những món tanh tưởi, hàng ngày thường niệm Phật, khiến cho thai nhi được bẩm thụ chánh khí của mẹ, thì lúc sanh nở ắt được yên vui không khổ sở, sanh được đứa con tướng mạo đoan nghiêm, tính tình từ thiện, thiên tư thông minh. Đến lúc con bắt đầu hiểu biết, liền nói cho con nghe về đạo lý làm người như hiếu, đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, vân vân, và tội phước nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo chuyển biến, khiến cho trong tâm đó thường luôn có những điều kiêng sợ, có những điều mong mỏi, hâm mộ. Lại dạy nó niệm Phật
niệm Quán Thế Âm để mong tăng phước tăng thọ, tránh tai tránh nạn. Chẳng cho phép nó nói lời dối trá, nói lời thị phi, đánh người chửi người. Chẳng cho nó dẫm đạp giấy có viết chữ, dẫm đạp ngũ cốc, dẫm đạp hết thảy các món đồ vật. Chẳng cho nó ăn uống bừa bãi, chẳng cho nó tụ tập chơi giỡn cùng bọn trẻ cùng xóm. Hơi lớn lên, bạn dạy nó đọc thuộc sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Văn Sương Âm Chất Văn, Quan Đế Giác Thế Kinh, để cho nó biết có khuôn pháp để noi theo, có những điều ngăn cấm. Đối với mỗi điều đều nói sơ lược đại ý để làm phương tiện hướng dẫn, hồng mai sau nó học hành sẽ được lợi ích. Lúc bé như thế, càng học hành sẽ càng hiền thiện. Lo gì nó chẳng đạt đến địa vị thánh hiền, rạng mày nở mặt tổ tông. Nếu không, cứ mặc cho nó quan thối kiêu căng, nuôi thành phường bại hoại. Dẫu có thiên tư cũng chẳng biết học hành, là để học làm thánh hiền, nên càng học càng thêm tội bại. Những kẻ đại gian đại ác xưa nay đều là những kẻ có thiên tư tốt đẹp, có bản lãnh lớn lao. Chỉ vì cha mẹ thầy giáo của chúng đều chẳng biết dạy chúng học thành thánh thành hiền, tận lực thực hiện. Chỉ dạy bọn chúng học văn tự để làm căn cứ, hồng đối phó với đời, mưu cầu lợi lộc, trí thức hèn tệ đến tột cùng. Đến nỗi những thảm kịch phế kinh điển, phế luân thường, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau ồ ạt diễn ra. Mối họa loạn ấy đều do cha mẹ thầy giáo chẳng biết phương cách dạy dỗ con em mà ra. Dù chính họ chẳng làm điều ác lớn lao nào, nhưng cái tội hoại loạn thế đạo nhân tâm cũng sẽ khiến cho họ đời đời kiếp kiếp cùng chịu ác báo giống như con em. Vì thế tôi nói, dạy con là căn bản khiến thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn nữa. Do con người thuở thơ ấu chuyên cậy vào mẹ dạy dỗ, cha chẳng thể thường ở trong nhà, còn mẹ thường chẳng rời con. Nếu mẹ hiền lương có trí huệ thì hành vi lời lẽ đều đáng làm gương. Con cái thấy nghe quen mắt, trong tâm đã thành nề nếp, lại do thường xuyên răn dạy đã tập quen thành tánh, như vàng lỏng đúc thành đồ dùng. Nếu cái khuôn đúc tốt đẹp, chắc chắn chẳng đến nỗi đúc ra vật xấu xí. Vì thế dạy dỗ con gái so ra càng khẩn yếu hơn dạy con trai. Bởi lẽ hiền mẫu do hiền nữ mà có, nếu không có hiền nữ làm sao có hiền mẫu cho được. Không có hiền mẫu thì lại làm sao có được con cái hiền lương cho được. Đạo lý cực bình thường ấy ai cũng đều có thể làm được. Điều đáng đau tiếc là quá ít người đề xướng, khiến cho những kẻ làm mẹ chỉ biết nuông chiều mù quáng, những kẻ làm cha cũng chẳng khéo dạy. Đến khi con vào trường học hành, kẻ làm thầy cũng do thuở bé chẳng nghe được nghĩa lý này, vì thế cũng trọn chẳng biết học hành là để học làm thánh hiền, chẳng dạy học trò tận tụy thực hành đạo do thánh hiền đã nói. Chỉ học văn tự hòng mưu cầu lợi lộc, chẳng hề biết học làm thánh hiền có lợi ích không chi lớn hơn. Chính bản thân mình và con cháu đời đời kiếp kiếp hưởng dùng chẳng hết. Còn mưu cầu lợi lộc, nếu mưu cầu một cách tốt đẹp thì chẳng qua đạt được phú quý nhỏ nhoi trong đời này mà thôi. Nếu mưu cầu xấu xa, trong đời này những kẻ thân bại danh liệt, con chết yểu, cháu tuyệt diệt, đâu đâu cũng có. Con người cùng trời đất được gọi là tam tài, là vì có công năng dùng tiên giác để giác ngộ kẻ hậu giác,
kế tục bậc thánh đời trước, mở lối cho người học đời sau. Do vậy mới được tôn xưng như thế. Nếu chẳng chú trọng học làm thánh hiền, sẽ là thay đi thịt chạy, chỉ biết niềm vui ăn uống, trai gái còn khác gì cầm thú nữ đâu. Một chữ người còn là mạo danh, há còn có thể cùng với trời đất xưng là tam tài nữ ư? Nhưng con người tánh vốn lành, ai nấy đều có thể làm nghiêu thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Nhưng kẻ chẳng thể làm nghiêu thuấn, chẳng thể thành Phật thì chỉ có tánh đức, trọn chẳng có tu đức. Đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, dứt lòng tà, giữ lòng thành và tu giới định huệ, đoạn tham sân si. Tu đức ấy lúc ban đầu là do cha mẹ hiền, sư trưởng khơi dậy vậy, kế tiếp là do chính mình khăng khăng nỗ lực tu trì. Dẫu chưa thể đạt đến địa vị nghiêu thuấn hay địa vị Phật, nhưng đã khác hẳn một trời một vực với kẻ hạ ngu hàng ngày chôn vùi trong dân dục rồi. Kinh thư chép: duy thánh vọng niệm tác cuồng, duy cuồng khắc niệm tác thánh. Chỉ vì thánh đánh mất niệm mà thành cuồng, chỉ vì kẻ cuồng khắc chế được ý niệm mà thành thánh. Kinh dạy: hễ mê thì Phật chính là chúng sanh, ngộ rồi thì chúng sanh chính là Phật. Ta may mắn có căn cơ làm nghiêu thuấn thành Phật là trang nam tử hào hùng, há chịu bỏ mặc cho tánh đức này bị vùi lấp trong nhân dục, vĩnh viễn làm chúng sanh hạ ngu trầm luân trong biển khổ ư? Nguyện những người làm cha mẹ, làm sư trưởng, làm con cái, làm học trò trong cõi đời, ai nấy đều gắng sức thì nước ta thật may mắn, mà toàn cầu cũng may mắn lắm thay. Hai nhỏ: Ấn Quang đại sư khai thị tại Pháp hội Hộ Quốc Tức Tai ở Thượng Hải ngày thứ hai, bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình. Ngày hôm qua giảng về pháp môn tịnh độ, hôm nay giảng về ý nghĩa của Pháp hội Hộ Quốc Tức Tai. Muốn nói đến Hộ Quốc Tức Tai thì trước hết phải biết là hộ quốc, giữ gìn đất nước như thế nào. Tức tai, dứt trừ tai nạn như thế nào? Là vì muốn đạt đến hạng mục ấy, có hai biện pháp: một là lâm thời, hai là bình thời. Nếu lúc bình thường ăn chay niệm Phật để cầu hộ quốc tức tai thì cố nhiên có công đức vô hạn. Nhưng lúc lâm thời dốc lòng thành kính cầu nguyện giữ yên đất nước, dứt bặt tai nạn cũng sẽ có hiệu lực tương đương, nhưng vẫn chẳng bằng lúc bình thời mọi người hộ quốc tức tai thì hay hơn. Bởi lẽ nếu bình thời mọi người ăn chay niệm Phật, do nguyện lực tiếp đối nên tà khí tiêu trừ, chánh khí tăng trưởng, ai nấy giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thì tự nhiên quốc gia được bảo vệ, tai ương tự tiêu vậy. Sách xưa có ghi: thánh dân bất trị dĩ bệnh, trị vì bệnh; bất trị dĩ loạn, trị vì loạn. Thánh dân chẳng trị lúc đã bệnh, trị từ lúc chưa bệnh; chẳng trị lúc đã loạn, trị từ lúc chưa loạn. Bởi lẽ trị khi đã loạn thì dễ hiểu, chứ trị từ lúc chưa loạn thì khó thấy rõ được. Phàm trị quốc cũng giống như trị bệnh, có cách trị nơi ngọn, có cách trị nơi gốc. Trị bệnh là trị từ khi đã loạn. Nếu cầu lấy hiệu quả nhanh chóng, tức là đau đầu trị bệnh đau đầu, đau đùi trị bệnh đùi, tức là trị cái ngọn vậy. Cái ngọn đã lành, sau đấy mới lại trị cái gốc, khiến cho khí huyết lưu thông trọn khắp, khỏe khoắn sảng khoái. Gốc đã lành bệnh
thì tự nhiên tinh thần phấn chấn mới có thể hăng hái ra sức. Hiện thời, quốc gia nguy nan đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cho rằng để trị quốc trong hiện thời thì phải trị cả ngọn lẫn gốc. Cách kiêm trì không chi tốt bằng niệm Phật ăn chay, kiên giết, phóng sanh và hiểu sâu xa lý nhân quả trong ba đời. Kiếp vận hiện tại của thế giới, những tai nạn chúng ta phải chịu đựng đều là do ác nghiệp trong quá khứ chiêu cảm, đến nỗi cảm nhân khổ quả hiện thời. Do đó biết rằng những ác nghiệp này là do ác nhân trong quá khứ tạo thành. Muốn tránh khổ quả phải dứt khổ nhân. Quá khứ đã gieo khổ nhân thì niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được nổi. Hiện tại nếu chẳng gieo khổ nhân nữa thì tương lai sẽ khỏi phải chịu khổ quả. Khổ nhân là gì? Là ba độc tham sân si. Thiện nhân là gì? Giúp Phật lợi người. Nếu ai nấy hiểu rõ lẽ nhân quả sẽ chẳng làm điều ác, vâng làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa. Chỉ vì người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, tư dục đầy ắp dạ, không điều ác nào chẳng làm, chỉ biết có chính mình, chẳng biết có ai khác. Nào biết lợi người chính là lợi mình, hại người còn tệ hơn hại mình. Vì thế hằng ngày tôi thường bảo, nhân quả là cái gốc lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Như Lai độ chúng sanh. Bỏ nhân quả mà bàn đến chuyện trị quốc bình thiên hạ, khác gì điếu cây tìm cá. Tôi chưa từng thấy ai có thể tìm được cả. Phật dạy: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả mai sau, xem việc làm đời này. Nếu như những điều mình tạo tác đời này đều là việc ác, đời sau chắc chắn bị quả ác. Nếu những hành vi đời này đều là việc lành thì đời sau nhất định hưởng thiện quả. Kinh dịch chép: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa. Nhà chất chứa điều chẳng lành, tai ương ắt có thừa. Kinh thư chép: tác thiện gián chi bách tường, tác bất thiện gián chi bách ương. Làm lành, trăm điều tốt lành giáng xuống. Làm việc chẳng lành, trăm tai ương đổ xuống. Lý ấy hệt như lý nhân quả của Đức Phật ta đã giảng. Chữ dư đã nói đó chính là tàn dư của chánh báo, chứ không phải là chánh báo. Chính người ấy trong đời sau tự mình hưởng thụ, nên gọi là bổn khánh, bổn ương, điều vui mừng hay tai ương chính. Còn dư báo lan qua con cháu, dư báo dư ương đều là do tổ phụ tích chứa mà thành vậy. Người đời chẳng biết nhân quả, thường nói con người sau khi chết đi là đã giải thoát hoàn toàn, không có quả báo thiện ác nữa. Đây chính là tà kiến sai lầm nhất về đời sau của thiên hạ vậy. Cần biết là người đã chết đi rồi, thần thức chẳng bị diệt. Nếu ai nấy đều biết thần thức chẳng diệt, ắt sẽ thích làm lành. Nếu không biết thần thức chẳng diệt, sẽ mặc tình phóng túng, giết cha, giết mẹ, đủ thứ tội ác do đấy mà ra. Những thứ hành vi nghịch ác tột bậc ấy đều là kết quả của tà kiến đoạn diệt mà ra. Nếu ai nấy có thể chẳng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nhưng đấy vẫn chưa phải là biện pháp rốt ráo. Thế nào mới là biện pháp rốt ráo? Chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, và phải giữ vẹn luân thường,
trọn hết bổn phận, ngăn chặn điều tà, giữ lòng thành thì sẽ chuyển được vận nước, tiêu trừ được tai nạn. Bởi lẽ tai nạn ngày nay đều là do cộng nghiệp của mọi người chiêu cảm. Nếu ai nấy đều niệm Phật làm lành, sẽ chuyển được cộng nghiệp, tiêu được kiếp vận, ngay trong lúc chiến cuộc nổ ra ở đất Hổ vào ngày 28 tháng Giêng, những người niệm Phật được linh cảm rất nhiều. Bọn họ chỉ tu một mình mà còn được linh cảm như thế, huống là ai nấy cùng tu ư? Vì thế biết rằng do đại chúng chí thành khẩn thiết niệm Phật cũng có thể vãn hồi được tai nạn của đất nước. Lại như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng 32 ứng thân để vào các cõi nước theo tiếng cứu khổ, nếu như chí thành tụng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm thì sẽ được cảm ứng. Những chuyện linh cảm xưa nay thấy ghi chép rất nhiều trong các sách vở, các vị có thể tự tìm đọc lấy. Ngoài những thân đã thuộc trong phẩm phổ môn, Bồ Tát thấy nên dùng thân đạo để độ trường thì liền hiện thân đó cứu độ ra. Nếu Bồ Tát thấy nên dùng thân núi sông, đại địa, cầu bến, đường xá để độ hóa thì Ngài cũng hiện các thân núi sông, đại địa, cầu bến, đường xá để cứu độ. Con người hiện tại, kẻ giấy được lòng tin ít lắm, kẻ không phát khởi lòng tin rất nhiều. Nếu ai nấy đều phát khởi lòng tin thì có tai vạ nào mà chẳng thể tiêu diệt được. Nhưng lòng tin của con người còn phải được vun bồi từ thơ ấu. Phàm là người làm cha mẹ, khi con cái còn thơ ấu, hãy nên dạy con cái về lý nhân quả báo ứng, đạo lý giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận. Nếu đợi đến lúc trưởng thành, tập tánh đã thành, không thể uốn nắn được nữa. Điều quan trọng nhất là thai giáo, dạy từ trong thai. Nếu phụ nữ mang thai có thể ăn chay niệm Phật làm lành bỏ ác, mắt chẳng nhìn sắc ác, tai chẳng nghe tiếng ác, thân chẳng làm việc ác, miệng chẳng thốt lời ác, khiến cho đứa trẻ còn trong thai đã được bẩm thọ chánh khí nên thiên tánh tinh thuần, sanh ra là giáo hóa thêm thì không đứa nào chẳng trở thành thiện nhân. Xưa kia các bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự của nhà Châu đức hạnh hiền thục cao đẹp, giúp chồng dạy con nên tạo thành nền móng cho vương nghiệp nhà Châu suốt 800 năm. Ấn Quang thường bảo: quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm hơn quá nửa. Bởi lẽ trong gia đình, người chủ trì việc nhà đa phần là phụ nữ, đàn ông thường hay lo việc ngoài. Nếu mẹ hiền thì những điều lọt vào tai, đập vào mắt con cái trong nhà đều là những điều dạy dỗ của mẹ. Chịu ảnh hưởng của mẹ, lợi ích ấy chẳng nông cạn. Nếu thuở bé bỏ mặc cho tánh chúng quen thói kiêu căng, cho chúng nó tự do, trọn chẳng lấy chuyện hiếu để trung tính, nhân quả báo ứng để giáo huấn, thì đến khi khôn lớn, chúng sẽ trở thành quyến thuộc của ba vương, giết cha, giết mẹ. Vì thế, còn phải nuôi dưỡng tâm lành của con cái từ lúc thơ ấu, kiềm cặp, nghiêm ngặt. Phải biết, hiện thời bọn sát nhân phóng hỏa không điều ác gì chẳng làm, đa phần là vì cha mẹ chúng nó nuông chiều quen thối kiêu căng mà ra. Mạnh tử dẫu hiền mà cũng cần phải do bà mẹ ba lần đổi chỗ ở, nghiêm ngặt quản thúc mà thành hiền nhân, huống hồ những kẻ tầm thường ư? Hiện tại mọi người đề xướng nam nữ bình quyền, cho đó là nâng cao nhân cách của nữ giới. Chẳng biết nam nữ thể chất đã không giống nhau, mà trách nhiệm mỗi giới mỗi khác. Thánh nhân cho rằng vị trí chính đáng của nam giới là ở ngoài, vị trí chánh đáng của nữ giới là ở bên trong.
Vị trí chánh đáng ở bên trong chính là chăm lo những việc bếp núc, canh củi, giúp chồng dạy con, vân vân. Nay bảo nữ nhân đảm nhiệm chuyện của nam giới, nên những chuyện thuộc về vị trí chính đáng của nữ nhân bị phế bỏ. Tuy mang tiếng là nâng cao nhân cách của nữ giới, thật ra là xô đổ nhân cách phụ nữ. Xin những bậc anh hiền của nữ giới ai nấy nhận thức rõ nhân cách của chính mình ở tại đâu, ngõ hầu con cái trong gia đình đều thành hiền thiện, thiên hạ lẽ đâu chẳng thái bình. Bởi lẽ đạo trọng yếu để trị quốc bình thiên hạ nằm trong giáo dục gia đình, mà việc giáo dục trong gia đình người mẹ đảm nhiệm quá nữa. Bởi lúc trong thai, con cái đã bẩm thụ khí chất của mẹ, lúc sanh ra là nhìn theo oai nghi của mẹ, nhận sự dạy răng của mẹ, nên trở thành hiền thiện. Điều này tuy chẳng hiện hình tích, nhưng lại là việc trọng yếu để đạt đến thái bình. Tiếc là vĩ nhân các giới đa số chưa thấy rõ điều này. Nguyện những bậc anh hiền trong nữ giới kể từ nay hãy chú ý lời này. Người đời đều gọi phụ nữ là thái thái. Phải biết ý nghĩa của hai chữ thái thái rất cao quý, to lớn. Xét ra, cội nguồn sâu thẳm của hai chữ ấy bắt nguồn từ tận đời châu. Do Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự đều là bậc thánh nhân trong nữ giới, đều có thể giúp chồng dạy con. Bà Thái Khương sanh ra ba vị thánh nhân là Thái Bá, Trọng Ung và Quý Lịch. Bà Thái Nhậm sanh ra Văn Vương. Bà Thái Tự đẻ ra Vũ Vương và Châu Công. Ba đời bà cháu nữ thánh sanh ra ba đời ông cháu mấy vị thánh nhân, tạo thành thời thịnh trị tốt đẹp nhất từ ngàn xưa. Người đời sau gọi phụ nữ là Thái Thái, tức là muốn đem so họ với ba bà Thái. Do đấy, hãy ngẫm xem, Thái Thái là danh hiệu cao quý nhất, không gì hơn được nữa để gọi phụ nữ. Nữ giới cần phải có đức hạnh của ba bà Thái thì mới chẳng phụ bạc sự tôn xưng ấy. Rất mong những vị nữ anh hiền trong hiện tại hãy thực hiện chuyện giúp chồng dạy con, khiến cho con cái do mình sanh ra đều thành hiền thiện, ngõ hầu chẳng phụ danh xưng tốt đẹp trên đây. Kế đấy còn phải nỗ lực ăn chay, con người và động vật vốn bình đẳng, nỡ nào giết hại tánh mạng chúng để thỏa mãn miệng bụng mình. Thân ta vừa bị dao cắt phải một chút liền cảm thấy đau khổ, mới nói hoặc nghĩ đến đó, tim gan đau buốt, nỡ nào giết chúng ăn thịt. Huống chi kẻ sát sanh ăn thịt dợi khởi cơ duyên sát hại, tai kiếp đạo binh trong đời này đều là do đây mà có. Cổ nhân nói: dục tri thế thượng đạo binh kiếp, đản thính đồ môn và bán thanh. Muốn biết đạo binh trong cõi thế, hãy nghe tiếng lò bổ giữa đêm trường. Trong cõi đời khá nhiều kẻ tuy hiểu rõ đạo lý Phật pháp mà vẫn thấy kiên giết ăn chay là chuyện khó làm. Năm Dân Quốc thứ 10 năm 1921, tôi đến Nam Kinh thăm một người bạn. Ông ta mời ông Ngụy Mai Tôn đến gặp tôi. Ông Ngụy tin Phật, niệm Phật, nhưng bảo là chưa thể ăn chay. Tôi dặn ông ta hãy đọc kỹ bài băng kêu gọi tu bổ ao phóng sanh của chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, đăng trong bộ văn sao mấy chục lượt sẽ ăn chay được. Bởi lẽ trong bài văn đó trước hết nói chúng sanh và Phật tâm tánh chẳng hai, tiếp đó nói đến ta và các loài vật bao kiếp làm cha mẹ anh em vợ con quyến thuộc, sinh ra lẫn nhau, làm oan gia đối đầu của nhau, giết chóc lẫn nhau. Tiếp đó dẫn kinh văn Phạm Võng, Lăng Nghiêm,
lăng già làm chứng, độc sâu nghị chính, chẳng những không nỡ ăn mà còn chẳng dám ăn nữa kia. Chưa đầy 2 tháng sau, Ngụy cư sĩ liền trọn không ăn thịt nữa. Lại nữa, bà mẹ của cư sĩ Hoàng Hàm Chi ở Thượng Hải chưa thể ăn chay, lại còn chẳng tin ăn chay là chuyện trọng yếu trong việc học Phật. Ông Hoàng Hàm Chi gửi thư hỏi cách khuyên cho mẹ tin. Tôi bảo ông ta sớm tối thay mẹ đối trước Phật sám hối nghiệp chướng. Do mẹ con thiên tánh tương quan, nếu thật sự chí thành ắt có cảm ứng, Hàm Chi làm theo. Hơn tháng sau, mẹ ông liền ăn chay trường. Lúc đó bà đã 81 tuổi, công khóa hàng ngày là 2 vạn câu Phật hiệu, sống đến năm 93 tuổi mới mất. Tôi mong từ hôm nay trở đi, hết thảy đại chúng chú ý kiên quyết ăn chay và khuyên cha mẹ, con cái và thân hữu của chính mình cùng giáo ăn chay. Phải biết đây cũng là phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Những điều tôi giảng hôm nay là ý nghĩa của hộ quốc tức tai, mà phương pháp để thực hành hộ quốc tức tai chính là niệm Phật ăn chay. Mong quý vị chẳng nghĩ là thiển cận rồi chẳng thèm để ý. Ba nhỏ, lời tựa cho sách Gia Đình Bảo Giám. Xem khắp cổ kim, dù nhà hay nước, hưng thịnh suy vong, bình yên loạn lạc, chưa bao giờ chẳng lấy cái thân của cá nhân đang cầm quyền để làm cội rễ. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nhưng muốn nước nhà quật khởi, hưng thịnh, lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cội gốc để lập thân, như tôi vừa nhắc đến, chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, đôn đốc luân thường, tin sâu nhân quả, dè dặt kiên sợ, chỉ sợ trái vượng. Làm được như thế thì sẽ có thể tỏa rạng được minh đức, ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng. Lý ấy, sự ấy, phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được, nhưng chẳng phải lạ lùng, đặc biệt, huyền diệu đến nỗi muốn cầu mà không được. Bởi lẽ đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bàn thành thánh. Thất phu thất phụ, nếu thực hiện được như thế thì gần là con cái và anh em trai, chị em gái, chị em dâu đều cùng nhau theo bắt chước nhau làm lành. Lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng cả ấp. Do vậy kinh thi khen người văn vương là hình ư quả thê, chí ư huynh đệ, dĩ ngự ư gia bang. Làm gương cho vợ của chính mình, rồi đến anh em, cho đến khắp cả nước nhà, chính là do ý nghĩa này. Nhưng thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ gia đình chính là nơi phát sanh hiền tài trong thiên hạ, cha mẹ chính là những người để bậc hiền tài trong trời đất noi gương. Giáo dục trong gia đình nghiêm ngặt chánh đáng thì những đứa con có thiên tư sẽ có thể tỏ rạng binh đức, ở yên nơi tốt lành tột cùng. Hễ cùng quẩn thì riêng mình thiện mà cũng nêu gương trong làng trong ấp, hễ hiển đạt bàn làm cho cả thiên hạ cùng được thiện, lập đại công dựng đại nghiệp, ân trùng hòn vũ thấm nhuần không ngặt bé. Con gái thì giúp chồng dạy con, giữ vững chức phận phụ nữ, làm bậc mẫu nghi trong chốn khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới. Lệ trạch tạo lợi ích cho lẫn nhau như thế, đức đẹp càng tỏa rạng,
há chẳng thể nào thuần phong mỹ tục, thiên hạ thái bình ư? Những điều vừa nói trên đây chính là luận theo phía những kẻ có thiên tư thượng đẳng. Dẫu những kẻ thiên tư thuộc loại trung hạ cũng biết tôn kính lễ nghĩa, vân giữ phép tắc, biết giữ yên bổn phận, quyết chẳng đến nỗi trở thành hạng ương bướng, hàng hạ, chống đối. Trong cõi đời, muốn cho gia đình lẫn đất nước được quật khởi, hưng thịnh thì cố nhiên phải nên chú trọng nơi đường lối giáo dục trong gia đình. Một người bạn tôi sẵn lòng lo toan cho đời, đau đáu nghĩ thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống, nhân dân khốn khổ chẳng thể kêu gào nơi đâu. Bèn đêm mười thiên giáo huấn về vân giữ luân thường, vốn là của báo gia truyền của nhà ông Thạch Thành Kim và tác phẩm Châu Tử Gia Huấn Giải của Châu Phụng Minh, ghép chung lại đặt tên là Gia Đình Bảo Giám, tính ấn hành để lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu những người muốn hưng khởi nước nhà trong cõi đời đều có cái để làm vốn. Toan tính xong xuôi, bàn sai quan cấp bút trần thuật những nét chánh yếu để tạo thành lời tựa. Tuy lời lẽ trong lời tựa này không phù hợp sát sao cho lắm, nhưng ý nghĩa quả thật đích xác, không dối trá. Nghĩ những người yêu nước thương nòi, thương yêu con cái trong cõi đời, mỗi người đều giữ lấy một cuốn để giáo hóa, chỉ dạy con cái thì thành tích chắc sẽ vượt ngoài những điều mong mỏi vậy. Ví như đang khát mà có được nước cam lồ, chẳng những hết khát mà còn nhanh chóng trừ được nhiệt não, thân tâm thanh lương. Sách này văn chương tuy nông cạn, thông tục, nhưng quả thật là cửa ngõ để mong thành thánh, thành hiền. Đến khi đã thâm nhập thì sẽ lên thẳng chỗ huyền diệu, sâu thẳm, ai có thể cự lại được. Vua Thuấn là bậc đại thánh nhân mà vẫn còn thích suy xét những lời nông cạn, huống là những lời lẽ tinh thâm, thuần tí tột bậc, thiết thực đối với thân tâm đầy ư. Nguyện ai nấy quý trọng, gìn giữ để làm tấm gương soi sáng tương lai, thì gia đình may mắn lắm, mà thiên hạ cũng may mắn lắm thay. 4. Đề từ cho sách Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục, bài thứ nhất. Nhân quả báo ứng là phương tiện lớn lao để thánh nhân Nho Thích bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Giáo dục trong gia đình chính là thiên chất, củng cố cội gốc, trọn hết bổn phận, vun bồi hiện tại của hàng thất phu thất phụ. Tín nguyện niệm Phật là diệu pháp để phàm phu đầy dẫy triền phược liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Sách này văn tuy chất phác vụng về, nhưng nghĩa thật thiết yếu, từ hồ chỉ để nói riêng với người tu tịnh độ, nhưng thật ra ngụ ý đề xướng đạo nhân quả báo ứng, giáo dục trong gia đình. Mong những ai có được bộ sách này hãy nên thường giảng nói, hướng dẫn cha mẹ, anh em, vợ con sớm diện, làng nước thân thích, bằng hữu, để bọn họ đều giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ắt sống sẽ dự vào bậc thánh hiền, mất về cõi cực lạc, may mắn chi hơn. Nguyện những ai đọc tụng hãy cung kính tin nhận, đừng nên khinh nhờn, hãy lần lượt lưu thông, đừng nên bỏ mặc. Sẽ thấy hiện tại dấy lên đông đảo, thiên hạ thái bình, dân dân yên vui. Đấy chính là điều Bất Huệ Thơm Thảo cầu mong vậy. 5. Đệ tử cho sách Âm Chất Văn Đồ Chứng. Đời đã loạn đến cùng cực, ai nấy đều mong bình trị, nhưng chẳng tìm ra đạo để đạt đến bình trị. Chỉ mong mỏi xuông
thì rốt cuộc có ích gì đâu. Do vậy, phải nên đề xướng giáo dục trong gia đình và nhân quả báo ứng. Giáo dục trong gia đình phải khởi đầu khi con cái đang còn thơ ấu, ngõ hầu chúng nó biết tường tận, hiền từ, hiếu thảo, nhường nhịn, cung kính, hòa thuận, nhân từ, trung thực, chính là thiên chức của kẻ làm con, làm anh em, làm vợ chồng, làm chủ, làm tớ. Từ đấy, ai nấy trọn hết bổn phận của chính mình, để mong đấng sanh ra ta chẳng bị hổ thẹn, để làm kẻ hiền thiện. Lại còn tuyên nói nhân quả báo ứng, ngõ hầu có pháp tắc để chế ngự cái tâm, chẳng đến nỗi vượt lý phạm phận, thì những ý niệm tự tư tự lợi, xấu ác tự bị tiêu trừ, thiện tâm vì người vì vật sẽ tự nảy sanh. Như thế thì chuyện tranh giành đánh phá lẫn nhau sẽ bị diệt mất, thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Bởi thế, cùng với những người có cùng một chí hướng lưu thông sách này, ngõ hầu người đọc sách sẽ thọ trì làm theo, xây vần lưu truyền thì may mắn lắm thay. 6. Lời tựa sách giáo hối thiện thuyết. Giáo dục trong gia đình nhân quả báo ứng là nhiệm vụ trọng yếu nhất để cứu vãn thế đạo nhân tâm trong hiện tại. Nếu chẳng bắt đầu từ đây thì dù có làm gì cũng đều thuộc về cành nhánh, đều có thể trá ngụy. Chỉ khi nào từ nhỏ đã dạy giữ vạn luân thường, tận hết bổn phận, lý nhân quả báo ứng, tập quen thành tánh, đến khi lớn lên lẽ đâu chẳng trở thành người hiền. Sách Luận Ngữ chép: thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Thiên hạ hưng vượng hay suy vong, kẻ thất phu có trách nhiệm. Kẻ thất phu thân hèn, danh kém, làm sao có trách nhiệm này cho được? Phải biết, quốc gia thiên hạ do từng người, từng gia đình hợp thành. Những ai có quyền lực thì người cùng một nhà tranh chấp, những kẻ không quyền lực lập bề đảng, cướp đoạt, cùng những kẻ phóng đảng, lười nhác, gian trá, phạm pháp, chỉ cầu may mắn tạm thời, chẳng đối hoài hòa phước về sau, đều là do từ nhỏ chẳng được cha mẹ hiền khéo dạy. Chẳng biết lợi người chính là lợi mình, hại người còn tệ hơn hại mình quá mức. Làm lành ắt nhà mình thịnh vượng, chết đi thần thức siêu thăng thiện đạo. Làm ác ắt nhà mình suy vong, đến nỗi chết đi thần thức đọa trong ác đạo. Nếu như biết âm thanh êm ái thì tiếng vang dễ nghe, hình thẳng ắt bóng ngay, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đã tạo nhân như thế phải cảm lấy quả như thế, quyết sẽ chẳng đến nỗi vì cầu yên vui giàu có, sang cả cho chính mình mà giết người ngập thành, ngập đồng, khiến cho vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Trung lược: nhân đấy quen bèn nêu đại lược những điều trọng yếu để vãn hồi thế đạo nhân tâm. Ngõ hầu người khắp cõi đời đều chú trọng về giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng. Nhưng trong chuyện giáo dục gia đình thì sự dạy dỗ của người mẹ quan trọng nhất. Nếu như bà mẹ hiền, ngay từ khi con cái còn bé đã chú trọng nêu gương, giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, lại hàng ngày nhắc nhở lý nhân quả báo ứng, thì con cái bà ta quyết định đều thành hiền nhân. Há lẽ nào có những hành vi vượt lẽ, phạm phận, thương thiên tổn đức ư? Mong rằng thất phu thất phụ đều nhận lấy trách nhiệm này. Ngõ hầu người hiền vượt trội, giặc cướp đổi lòng, lễ giáo hương thành, thiên hạ thái bình. Người hiểu lý thông đạt, ắt chẳng cho lời tôi là sai lầm, sằng bậy vậy. 7. Lời tựa cho sách Phật học cứu kiếp biên. Đây muốn biến loạn lạc thành bình yên,
mà nếu chẳng cực lực đề xướng giáo dục trong gia đình thì sẽ không thể thực hiện được. Nhưng giáo dục trong gia đình thì điều đầu tiên là lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành làm gốc. Lại phải thường bàn về sự lý nhân quả ba đời và luân hồi lục đạo, thì những nhân tài xuất hiện trong gia đình đều là bậc hiền thiện. Trong gia đình đã có nhân tài hiền thiện xuất hiện thì thiểu số chẳng hiền thiện cũng sẽ được ung đúc, đều được cảm hóa. Vì thế nói thiên hạ bất trị, thất phu hữu trách. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Đấy là lời bàn luận xác định. Do cái nhân suy sụp mà đời yên bàn thành loạn, do cái nhân được hướng thịnh mà đời loạn bàn thành yên vui vậy. Chẳng đương theo đó mà muốn đất nước được bình trị thì làm sao thực hiện cho được. 8. Lời tự nêu duyên khởi in cuốn Khuê Phạm theo lối Thạch Bàn. Hai khí âm dương trong trời đất hóa sanh vạn vật. Thánh nhân lấy nam nữ chánh vị. Chánh vị là hành vi đúng theo địa vị, tức là giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận để lập ra diền bối. Trời đất rộng lớn, con người chẳng thể nào diễn tả được. Nhưng con người sống giữa trời đất, bảy thước bé tẹo, đứng cùng trời đất thành ba ngôi xưng là tam tài, bởi có thể giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, kế thừa người trước, mở mang cho người sau, tham dự giúp đỡ quyền sanh thành, trưởng dưỡng, chẳng đến nỗi uổng công trời đất sanh ra vạn vật. Đấy là duyên do con người là vạn vật chi linh. Chỉ riêng con người được danh xưng cực tôn quý nhất. Nếu chẳng lấy đạo nghĩa làm gốc, chỉ mãi biết ham muốn ăn uống, trai gái há có khác gì cầm thú đâu. Gần đây thế đạo nhân tâm suy hãm đã đến mức cùng cực. Những người dân vô tri bị tà thuyết bên ngoài mê hoặc, đua nhau đề xướng phế kinh điển, phế luân thường, cứ muốn cho con người trong cõi đời đều trọn chẳng khác gì cầm thú mới thôi. Mối họa ấy khốc liệt, có thể nói là đến mức cùng cực. Xét đến căn nguyên, đều do gia đình thiếu dạy dỗ và chẳng biết nhân quả báo ứng mà ra. Nếu con người từ lúc được sanh ra, hàng ngày được cha mẹ hiền khéo dạy và biết họa phước, tốt xấu khác gì bóng theo hình, tiếng vọng theo âm thanh, chẳng khác gì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Dẫu dùng oai thế bức hiếp bắt theo tà thuyết ấy, nếu không ắt phải chết. Họ vẫn cứ nghĩ do trọn hết luân thường mà chết cũng là may mắn, quyết chẳng đến nỗi sợ chết mà cẩu thả đi theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Cái gốc để thiên hạ yên ổn hay loạn lạc chính là ở chỗ thất phu thất phụ có trọn được hết luân thường, trọn hết bổn phận hay không. Vì thế nói cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là cái thân. Cố nhiên đây là thiên chức của hết thảy thất phu thất phụ, chứ không phải chỉ nói đến người có tước vị. Trong sự dạy dỗ nơi gia đình thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất, bởi tánh tình của con người phần nhiều tiếp nhận từ mẹ. Lúc còn trong thai thì bẩm thụ khí phận của mẹ, lúc nhỏ quen theo oai nghi của mẹ. Nếu mẹ hiền, chắc chắn chẳng đến nỗi sanh ra con cái không gia gì. Ví như vàng lỏng đúc thành món đồ, nhìn vào khuôn liền biết món đồ ấy sẽ tốt hay hư. Nào đời phải đổ khuôn vào mới biết hay sao. Nhân tài nước nhà đều từ gia đình. Nếu ai nấy chú trọng vào giáo dục gia đình thì chẳng đầy mấy chục năm hiền nhân sẽ xuất hiện đông đảo.
lòng người đã chuyển, lòng trời sẽ tự thuận. Thời tiết hòa thuận, mùa màng sung túc, dân giàu vật mạnh, phong thái đại đồng thuở đường ngu ắt sẽ được thấy trong ngày nay. Do vậy, những bậc lo cho đời không ai chẳng đề sứ nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình để làm căn cứ vãn hồi thế đạo nhẫn tâm. Nhưng muốn đề sứ còn phải có trợ giúp. Bốn quyển Khuê Phạm do tiên sinh Lã Thúc giảng, Đời Minh biên tập vào năm Canh Dần, tức năm Vạn Lịch 18, năm 1590 đời Minh. Do vậy, được lưu truyền rộng rãi khắp nước, mọi người đều khắc bản, ấn hành. Gần đây, sách bị thất truyền, con người không biết đến. Ông Châu Nghiệp Cần tìm được trong tiệm sách cũ, cầm đưa cho ông Ngụy Mai Tôn coi. Mai Tôn thấy quyển một trích lục những lời hay ý đẹp dạy dỗ nữ giới trích từ Tứ Thư, Ngũ Kinh và các truyện ký. Quyển 2, quyển 3, quyển 4 chép cặn kẽ ngôn hạnh của các hiền nữ, vợ hiền và mẹ hiền. Trước mỗi chuyện có hình vẽ, sau mỗi chuyện có lời bình để mắt người vừa chạm vào liền dấy lòng cảm kích, đua nhau bắt chước làm theo. Thật đáng để giữ yên phương khôn hồng giúp cho đạo bình trị, phụ trợ sự dạy dỗ trong gia đình, bồi đắp thêm cho oai nghi người mẹ, nên khôn ngăn vui thích tán thưởng. Lý Kỳ Khanh nghe vậy, do bà vợ ông ta lúc còn sống đã tính lưu truyền những thiện thư hầu giữ yên chốn khuê cát, nhưng chưa được toại nguyện, bàn tự đảm nhiệm in 500 bộ để hoàn thành chí nguyện ấy. Xin tôi đề tựa: tôi nghĩ cuốn sách này vừa được in ra, ắt sẽ có đông đảo bậc thục nữ anh liệt hương khởi tấm lòng mong sao trọn hết phận mình, hoàn thành thiên chức. Trên là nói bước hai bà Phi, ba bà Thái, trong xử sự luân thường hàng ngày, lo liệu giúp đỡ, ung đúc giáo hóa dạy dỗ, ngõ hầu chồng lẫn con đều thành hiền thiện, hồng cõi đời đạt đến yên ổn tột bậc. Công đức ấy há thể diễn tả được ư? Do xét đến cội nguồn như thế, liền viết thành lời tựa. 9. Lời tựa sách Nhân Quả Lục. Nhân quả báo ứng chính là ảnh hưởng thuận hay nghịch giữa nhân sự và thiên lý. Vì thế, kinh thư chép thuận theo lý dẫn đến điều lành, trái nghịch lại thì xấu. Điều chỉ vì ảnh hưởng. Người dẫu chí ngu chắc chắn cũng không vui mừng vì bị tai họa, tránh điều lành, ham điều xui, mong hết thảy những người chung quanh réo tên thóa mà, bị thiên địa quỷ thần đoạt hồn giết hại, cũng như sau khi chết đi, linh hồn bị đọa vĩnh viễn trong ba đường ác, chịu đựng khổ sở cùng cực, trải qua trăm ngàn kiếp không thể thoát ra. Nhưng những gì người ta làm đa phần đều trái nghịch với những gì họ mong mỏi. Là vì lẽ nào vậy? Là do cõi đời thiếu người thông hiểu, chẳng đề xướng đạo nhân quả báo ứng, sẵn quen thối tệ hại, chỉ biết truyền cho nhau thói tự tư tự lợi mà nên nổi. Nếu như có ai hành động thuận theo thiên lý trong gia đình thì trọn hết bổn phận, giao tế bên ngoài thì chú trọng làm lợi cho người, cũng như những cử chỉ tốt lành đều phụng hành, như giúp người bị tai họa, cứu đói, giúp người hoạn nạn, cứu người đang gặp nguy, kiên giết phóng sanh, che chở thương tiếc sanh mạng loài vật, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngõ hầu mình lẫn người đều được lợi. Ưu lẫn hiển cùng được ích, thì không một ai chẳng được gia đình yên tịnh tốt lành, con cháu thịnh vượng, phú quý sang cả, khiến cho người khác kính ngưỡng. Xem khắp truyện ký, phàm những bậc hiền triết xuất hiện, công nghiệp kiệt xuất, hoặc là tâm lãnh hội đạo được truyền bởi chư thánh, hoặc là đức khiến cho vạn dân trọng vọng,
thì đều là do đời trước có âm đức, hạnh đẹp, lợi người, lợi vật, giúp cho người âm lẫn kẻ dương vậy. Nhưng đấy chỉ là những gì mắt phàm thấy được mà thôi. Chứ còn thần thức người ấy, hoặc sanh lên cung trời, hoặc cao siêu Phật quốc, phàm phu thế gian làm sao thấy hết, biết hết cho được. Nêu thật rõ lý nhân quả, thật ra chỉ có mỗi mình kinh Phật, nhưng kinh sách Nho giáo cũng nhiều lần nói đến, như kinh Thư ghi: làm thiện trăm điều lành giáng xuống, làm điều bất thiện trăm tai ương giáng xuống, cũng như thuyết ngũ phước lục cực được nói đến trong sách Hồng Phạm và câu kinh dịch: nhà tích thiện ác điều vui có thừa, nhà tích điều bất thiện ác tai ương có thừa. Không gì chẳng phải đều là dùng lý nhân quả báo ứng để dạy người đó sao? Nhưng vì nói giản lược, chỉ nói đến đời nay và con cháu, chưa nói tường tận chuyện luân hồi lục đạo tam đồ trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu chẳng nghiên cứu sâu xa, suy nghĩ tinh tường, ắt sẽ ngay trước mặt lại bỏ lỡ. Hơn nữa, kẻ tục nho thường muốn đề cao môn đình, bèn tranh đua cho khác với nhà Phật, dù có biết đi nữa cũng chẳng chịu đề xướng, khiến cho người hiền không có cách tận lực làm cho đời yên dân lành. Mà kẻ ngu cũng luôn ôm ấp ý niệm mạnh ăn thịt yếu, do vậy tấn công lẫn nhau trở thành cuộc sát kiếp xưa nay chưa hề nghe nói đến. Người bị giết cố nhiên ai nấy biết là đáng thảm, nhưng nỗi thảm của kẻ giết hại còn khốc liệt gấp vạn lần. Tiếc rằng người đời chẳng biết tỏ, thấy suốt. Cái họ thấy được như bị người khác giết, họ diệt môn tuyệt tộc, chỉ là một hai phần trong ngàn vạn phần. Còn sự khổ phải hứng chịu trong tam đồ, dù có hết sạch trúc cũng khó ghi được, chẳng đáng buồn ư. Tôi thường nói, nhân quả chính là phương tiện lớn lao thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian dùng để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Dù nhầm thửa thánh giáo sương minh, nếu không đề xướng nhân quả thì còn chẳng thể làm cho mọi người kẻ ngu dân ngấm ngầm đoạn dứt hay dấu ác. Người trí đều tích chứa âm công lớn lao, huống chi nay đang lúc thế đạo nhân tâm suy hoại đến cùng cực, vứt bỏ kinh sách của thánh hiền, luân lý đổ nhào, tà thuyết hoàng hành đều đến mức cùng cực ư. Những người có tâm lo cho thế đạo, nghĩ muốn kéo lui con sóng cuồng loạn, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng làm phương tiện chấn động kẻ điếc, soi sáng kẻ đuôi, thì dẫu cho Phật, Bồ Tát, thánh hiền đều cùng xuất thế cũng không làm gì được, huống gì những kẻ thấp kém hơn các ngài. Cư sĩ Kim Sương ở Vô Tích thấy được điều này, bèn chép lại những chuyện nhân quả trong những đời gần đây và trong đời này, ống loát lưu truyền, mong cho ai nấy đều ôm lòng tự lợi lợi tha, mang hạnh tự lập. Lập người thì thói quen càng chánh trực, phong tục tốt đẹp, dứt bạc nhân họa mà quyến thuộc trời cũng thường ngự xuống. Những loài cạnh tranh với nhau đều cùng trở thành người trong thời hy hoàng. Do vậy bàn luật thuật đại ý để cống hiến cùng người đọc. 10. Lời tựa cho bài văn Quở trách tà thuyết tự do kết hôn, soạn thay. Con người bẩm thụ khí âm dương của trời đất, nhận lãnh tinh cha huyết mẹ mà sanh. Từ lúc mới sanh cho đến năm 3-4 tuổi, nhất cử nhất động cha mẹ đều phải chăm sóc. Từ đấy trở đi, tuy có thể tự hành động, nhưng phàm các sự lý đều cần đến cha mẹ sắp đặt chỉ dạy, nếu không chẳng thể sống còn trong cõi đời. Đến khi trưởng thành, cha mẹ chọn lựa người hôn phối, hồng được hưởng niềm vui có gia đình, ngõ hầu trong ngòi giúp đỡ nhau,
để con tận hết bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, có con cháu để phòng lúc già chết. Đấy là đạo tất nhiên của trời đất. Thánh dân phỏng theo đạo trời đặt ra lễ, ngõ hầu ai nấy đều giữ luân thường, để tận hết đạo làm người và đạo làm con vậy. Nếu chẳng tuân theo lễ của thánh dân đã chế, cũng như mệnh lệnh của cha mẹ, chỉ cần hai bên say mê nhau thì thành vợ chồng, thì có khác gì cầm thú đâu. Những kẻ chẳng biết tốt xấu, chuyên bắt chước thói ác của Âu Tây, ồn ào đề xướng tự do kết hôn, sao không đề xướng lúc mới sanh? Bạn chẳng nhận sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ để tự do khôn lớn thành người. Nếu như họ trong một đời này tự do khôn lớn, tuyệt đối không phải nhận sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ, thì cứ tự do kết hôn, vì sự và lý đều thật sự hết sức chánh đáng. Nếu không thể như vậy, sao chỉ đến lúc trưởng thành lại có thể tự lực lấy chuyện nam nữ luyến ái làm tiêu chuẩn? Đấy chính là kẻ tội nhân cực nặng, nghịch trời trái lý, khinh thánh miệt thị luân thường. Do vậy, tâm hạnh kẻ ấy có khác gì cầm thú đâu. Cư sĩ Dương Chương Phủ ở Vô Tích soạn văn đã phá, do vậy tôi bèn làm lời tựa dẫn nhập để phát khởi điều chưa phát, hầu những người đề xướng thuyết tự do kết hôn đều giác ngộ. 11. Ấn Quang Đại Sư Đức Dục Khải Mông. 1. Hiếu thảo với cha mẹ. Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, cha mẹ và ta thật là một thể. Ta thương thân ta, hãy hiếu cha mẹ, chẳng nhục thân ta, mới là làm cho cha mẹ vinh hiển. 2. Hòa thuận yêu thương anh em. Anh em chị em chân tay cốt nhục, liên quan mật thiết, sướng khổ cùng nhau, anh thương em kính, hòa thuận vui vẻ, nâng đỡ thương yêu, gia đình có phước. 3. Kính thầy. Thầy nghiêm đạo trọng, đeo gương luân thường, đạo đức học vấn, ắt phải noi theo, lấy đó làm gương. Thầy nuôi dạy ta, vỡ lòng cho ta, dạy ta mẫu mực, chẳng kính trọng thầy làm sao được ích. 4. Chọn bạn. Gần son thì đỏ, gần mực ắt đen, chơi với bạn bè có kẻ tổn hại, có kẻ tạo ích. Ích thì thân cận, tổn thì lánh xa, khuyên lành răng lỗi toàn nhờ vào đấy. 5. Áo vải. Do cốt che thân và để chống lạnh, mặc áo vải thô tiết phước dưỡng khiêm, đừng ham lược là gắm theo hoa mỹ, phước thọ hao tổn tự rẫy tự ruồng. 6. Ăn chay. Ăn chay hợp dinh dưỡng, ăn thịt hại sinh vật, tâm hận lúc bị giết khiến thịt độc chẳng vừa. Hãy đừng tham ăn thịt, hễ ăn phải trả đền, cho tới lúc phải trả thật đáng thương xót xa. 7. Tiết chữ. Chữ là quý báu nhất, vàng ngọc vẫn thua xa. Người do chữ trí sáng, nếu không sẽ ngu si. Nếu cõi đời không chữ, chẳng việc nào thành được. Con người và cầm thú chỉ khác nhau cái tên. 8. Tiết ngũ cốc. Ngũ cốc nơi ruộng rẫy, dùng để nuôi nhân dân. Biết quý tiết ngũ cốc, đấy chính là thiện tâm. Người tu thiện thì còn, kẻ chẳng lành ắt mất. Tiết ngũ cốc được phước, phung phí gặp tai ương. 9. Tiết thời gian. 70 xưa nay hiếm, khẩy ngón tay liền qua, hễ qua chẳng còn nữa, nào dám biếng nhác sao. Nỗ lực chăm chỉ học tập, lập đức lẫn lập nghiệp, tự lợi và lợi tha, nêu gương mẫu cho đời. 10. Trượng nghĩa.
coi trọng điều nghĩa. Trong nhất cử nhất động chỉ chú trọng điều nghĩa, hễ điều nghĩa tồn tại, không gì chẳng lợi ích. Tiểu nhân thấy điều lợi, liền quên hẳn nghĩa ngay. Tuy được lợi nhỏ nhặt, rốt cuộc chịu thiệt thòi. 11. Thanh liêm. Phước trạch trong đời người, do đời trước tu tập, vật phi nghĩ vẫn lấy, là ăn nuốt món độc. Trong sạch chẳng ô nhiễm, liêm khiết chẳng tham lam, sẽ được đời sùng kính, vinh hiển không chi hơn. 12. Biết thẹn. Một chữ hổ thẹn, lợi lạc vô cùng. Hỡi có lòng thẹn, gần gũi thánh nhân. Còn nếu không có, khác gì loài thú. Giữ lòng hổ thẹn, không gì mà chẳng tạm chế ngự được. Đức Phật giáo huấn, trang nghiêm đệ nhất. 13. Tận trung. Một mực giữ chân thành, chẳng hề dối trá. Thờ cha mẹ tiếp vật, trọn chẳng sanh hai lòng. Chỉ mong tròn bổn phận, chẳng bận tâm người khác. Có biết tới hay không, con người được như thế, gương mẫu của thế gian. 14. Thụ tính. Giữ chữ tính. Người biết giữ chữ tính, chẳng nói năng bừa bãi. Nói được liền làm được, chẳng khoe khoang phô trương. Con người thiếu chữ tính, chuyện gì cũng giả tạo. Bị người khác chán bỏ, chẳng bằng trâu ngựa đông. 15. Nhân từ. Nhân ái từ bi, mối thiện của tâm. Tâm càng chân thật, phước trạch càng sâu. Nếu thiếu tâm ấy, tàn nhẫn hà khắc, dẫu có túc phước, khi hao tổn sạch sẽ bị nguy hiểm. 16. Không sát sanh. Phàm là động vật đều có tri giác, tham sống sợ chết, chỉ tiếc mạng sống. Nếu đùa giỡn giết và giết để ăn, đời này đời sau quyết định báo đền. 17. Không trộm cắp. Phàm vật có chủ, chớ nên lấy trộm. Ăn cắp món nhỏ, chôn vùi phẩm đức. Ăn cắp món lớn, sẽ mắc họa to. Trộm vật của người, phước mình hao tổn. Mình muốn được tiện nghi, đâm ra lỗ lớn. 18. Không tà dâm. Dâm dục có hại, tổn thân vùi chí. Dẫu là chồng vợ, cũng nên tiết chế. Nếu cứ tà dâm, rất không hợp lễ. Từ xưa đến nay, bậc có chí hướng, không một ai phạm. 19. Không nói dối. Lời nói tỏ hành, thuật bày bổn tâm. Tâm đã không thật, hành sao chánh được. Mong lũ trẻ ngươi, đừng nên nói dối. Miệng đúng tâm sai, trọn chẳng ra gì. 20. Không hút thuốc. Thuốc nào cũng đừng hút, bởi trái phép vệ sinh. Miệng thường có mùi hôi, xong sực phiền trời người. Nha phiến, thuốc lá thơm, chất độc mạnh mẽ nhất. Tốn tiền mua lấy hại, kẻ si thật đáng thương. 21. Không uống rượu. Rượu là thuốc gây cuồng, uống vào ắt loạn tánh. Say xưa trái lễ thường, vượt lễ lẫn phạm phận. Tốt nhất đừng nên uống, để khỏi uống quá đà. Người thông minh trí huệ, thường giữ thân trong sạch. 22. Không cờ bạc. Cờ bạc lẫn cờ tướng, hèn chí mất thời gian. Nếu chuyên tâm vào đó, vứt bỏ chuyện chánh đáng. Đêm quan âm hữu hạn, phí vào trò trẻ con. Tan nhà hao tài sản, tội chẳng có lúc ngơi. 23. Đừng xa xỉ. Xa xỉ khoe giàu có, mưu họa chuốc nghèo hèn. Quân tử chẳng nhìn tới, đạo tặc đến cướp giật. Mặc áo vải cơm rau,
là cung cách thánh hiền. Đời này lẫn đời sau, ai nấy đều noi gương. 24. Đừng ngạo mạn. Kẻ ngạo mạn khinh người, thật sự phô khuyết điểm. Người sáng suốt biết rõ, học vấn lẫn hàm dưỡng của kẻ đó ít ỏi. Dẫu đã là thánh nhân, vẫn chẳng hề khinh người. Thường luôn tâm niệm rằng, trọn chẳng có thánh phàm. 25. Đừng ghen ghét. Người có tài đức ta nên khen ngợi, người ấy ắt sẽ cống hiến xã hội. Nếu sanh ghen ghét chia là ngu si, nghiệp báo đoạt mất huệ căn đời trước. 26. Đừng thiên kiến. Người mang trí nhỏ chưa nghe đại đạo, thường chấp ý mình là hay tuyệt nhất. Đáy giếng nhìn trời, sợ kiến bé tí. Nếu lên núi cao, sẽ hiểu rõ ràng cái thấy trước kia. 27. Đừng nóng giận. Có kẻ phú quý, lòng dạ hẹp hòi, thường do trái ý, phẫn nộ đùng đùng. Nóng giận vô ích, phiền não ta người. Rộng lượng khoan dung, của báo vô giá. 28. Hỏi han đừng thẹn. Hỏi được những điều vốn không thể hỏi, hỏi nhiều về điều mình vốn kém thiếu. Mong người chiều mình, phải nhúng mình trước. Nếu là vô tri, càng nên hỏi người. Học rộng hỏi kỹ, bản lãnh chân thật. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ bội thù ta. Hãy nên phát nguyện, nguyện vãng sanh. Núi khê nẻo khách, từ đây thôi quyến liến. Tự mình chẳng về, về liền được. Gió trăng quê cũ, toàn thể hãy tự vấn. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành. Sống uổng 70 năm, tháng ngày chẳng còn mấy. Như tù dẫn ra chờ, mỗi ngày gần cái chết. Tạ tiền hết thảy sự, để chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu hiểu lòng ngu thành, mới là chân liên hữu. Năm Dân Quốc thứ 24, năm 1935. Nguyện đem công đức đầy, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng vãng sanh tịnh độ.